Huỳnh Như được giải Bồ Đào Nha. Vinh danh tiền đạo Huỳnh Như nhận vinh dự đặc biệt ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, sau màn trình diễn ấn tượng mới đây. Huỳnh Như vừa khiến tất cả phải nhắc đến mình với siêu phẩm sút phạt lá vàng rơi, ấn định thắng lợi 2-0 cho Lanh FC trước Maritimo, ở vòng 21 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha 2023/24, Liga BPI, tối ngày 5 tháng 5. Đây là bàn thắng thứ 3 của Huỳnh Như cho Lanh FC ở mùa giải năm nay trên mọi đấu trường. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhờ màn trình diễn ấn tượng này. Mới đây, Huỳnh Như còn đón nhận tin không thể tuyệt vời hơn, khi được ban tổ chức giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha vinh danh. Theo đó, chân sút quê Trà Vinh đã góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 21 Liga BPI 2023/24. Một siêu phẩm sút phạt và những gì đã thể hiện ở trận đấu giữa Lanh FC và Maritimo giúp Huỳnh Như là một trong hai tiền đạo hay nhất vòng 21, dựa trên sơ đồ chiến thuật 3-5 tháng 2. Bên cạnh Huỳnh Như, Lanh FC còn có hai gương mặt khác, cũng có vinh dự trong đội hình tiêu biểu vòng 21 Liga BPI là trung vệ Ferreira và thủ môn Lu. Được biết, đây là lần thứ hai Huỳnh Như được xướng tên trong đội hình tiêu biểu một vòng đấu, tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Trước đó, tiền đạo này từng góp mặt ở DHTB vòng 6 Liga BPI mùa 2022/23, nhờ cú đúp bàn thắng và một kiến tạo vào lưới Famalicão, giúp Lanh FC hòa 3-3. Dù giành thắng lợi, nhưng Huỳnh Như và các đồng đội vẫn chưa hết lo lắng. Lanh FC vẫn còn một trận đấu mang tính chất quyết định nguy cơ xuống hạng, với Ao Eense ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải vào ngày 11 tháng 5 tới. Hiện tại Ao Eense cũng đang xếp áp chót với chỉ một điểm nhiều hơn Lanh FC. Dù vậy, họ chỉ cần một trận hòa là đủ để trụ hạng, trong khi đội bóng của Huỳnh Như buộc phải thắng trận này để nuôi hy vọng ở lại giải đấu. Điều kiện cần là phải đánh bại Ao Eense ở trận chung kết ngược, sau đó Huỳnh Như và đồng đội phải thắng tiếp trận playoff nữa mới trụ hạng thành công. Hy vọng siêu phẩm sút phạt cùng những danh hiệu cá nhân vừa qua sẽ là động lực để Huỳnh Như cùng Lanh FC vượt ải.